chúng ta hiểu cái đơn vị đo lường, tức nghĩa là người ta muốn 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 chia nhỏ một cái gì ra để người ta đo. Ví dụ như người ta muốn đo lường cái cân nặng thì người ta sẽ phải chia nhỏ cái cân nặng ấy ra để nó có một cái đơn vị để chúng ta so sánh. Ví dụ như thầy 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 có một cái con voi chẳng hạn. Đó, thầy vẽ cho các bạn nha. Thầy có một cái con voi, thầy bỏ con voi lên đây, thầy thầy cân. Đó, có thể thầy vẽ nó hơi 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 xấu một tí, các bạn thông cảm nha. Rồi, cái con voi này á, thầy bỏ nó ở bên, đúng không? Bây giờ thầy muốn biết là cái con voi này nó nặng như thế nào. Vậy thì thầy sẽ phải kiếm những cái đơn vị quy chuẩn, ví dụ như là thầy lấy những cái cục vuông vuông ở bên này, thầy để bên này, thầy để những cục vuông vuông. Đó. Thầy xếp rất nhiều cái cục vuông vuông ở đây để thầy thầy đếm. Ví dụ như thầy thầy đếm ở đây là ở bên này là thầy để cỡ chừng 2.000, 2.000 cái cục này. Mà mỗi cái cục này á, thầy đo lường nó thì chúng ta thấy là mỗi một cục này thầy đo lường nó, thầy thầy thấy nó là đơn vị của nó là 1 ký chẳng hạn, đúng không? 1 ký. Mà bây giờ nếu thầy phải bỏ tới 2.000 cái cục này vào đây, tức nghĩa là chúng ta nói cái con voi này nó tới 2.000 ký, bởi vì nó tới 2.000 cái cục này. Thầy có thể quy chuẩn nó nhá, thầy quy chuẩn nó. Vậy thì nếu thầy muốn đo lường một cái thứ khác, đúng không? Một cái thứ khác nó có thể nhẹ hơn. Ví dụ như thầy muốn đo một cái một một cái cục kẹo đi chẳng hạn, thầy vẽ ra. Có thể thầy đo lường một cái cục kẹo nhỏ nhỏ thôi. Ví dụ như thầy có cái cục kẹo nhỏ nhỏ, thầy đo. Vậy thì thầy cũng phải quy chuẩn nó bằng cách là thầy thầy lấy những cái cục bé bé. Đúng không? Thì xếp vào đây nha. Thầy, các bạn đợi thầy tí nhé. Hình như có phụ huynh muốn hỏi cái đường link gì này. Các bạn đợi thầy tí. Các bạn đợi thầy tí nha. Sao bớt đi. Rồi. Bảy ba năm tám. Bảy ba năm tám. Rồi. Ok các bạn. Rồi. Thì các bạn thấy là nếu mà thầy muốn cân cái cục kẹo này, thầy xếp những cái viên nhỏ nhỏ ở đây này. Đó. Và thầy thấy ở đây là nó khoảng 15 cục. Đúng không nào? 15 cục. Mà chúng ta biết mỗi một cái cục nhỏ nhỏ này này, chúng ta đo lường nó, chúng ta thấy nó là 1 gram. Đúng không? 1 gram. 1 gram. Chúng ta so sánh với một cái cục này nó là 1 gram. Thì chúng ta nói là cái cục kẹo này nó sẽ nặng là 15 gram các bạn. Đúng không? Vậy thì chúng ta thấy là nó có một cái, khi chúng ta đo lường một cái vật, chúng ta sẽ phải lấy một cái đơn vị đo lường nào để chúng ta có thể biết được là cái này bao nhiêu ký hay bao nhiêu gram. Tuy nhiên chúng ta cũng cũng có một cái sự tò mò khác chẳng hạn, có một sự tò mò khác là chúng ta thử, chúng ta cũng lấy cái cân này này, chúng ta cân nó lên. Thì lúc nãy á, chúng ta thấy là chúng ta có những cái cục cục này. Đó, cái cục này. Hồi nãy chúng ta nói là cái cục này 1 ký đúng không nào? Và người ta cũng thử nghiệm, người ta thấy là nó có khoảng là mấy cái cục bé bé này này. Đó, thầy bỏ ở đây. Thì thầy thấy nó là cần tới 1.000 cục lận. Đúng không? Vậy thì lúc này thầy mới kết luận là gì? À, vậy là cái cục 1 ký này này là nó bằng 1.000 lần cái cục 1 gram. 1.000 lần. Nên thầy sẽ gọi cái này là 1 ký là sẽ bằng 1.000 gram. Vậy thì nếu nếu chúng ta muốn đổi từ cái đơn vị là ký ra gram thì chúng ta sẽ nhân cho gì? 1.000 lần.
đúng không? Còn nếu mà chúng ta từ gram mà chúng ta đổi ra ký thì chúng ta sẽ chia nhỏ nó ra 1.000 lần, chúng ta chia nó ra, đúng không? Thì chúng ta sẽ biết được nó là bao nhiêu ký nha các bạn. Bởi vì cái này là chúng ta sẽ đổi từ cái đơn vị gram ra ký và ký ra gram. Rồi, các bạn thực hành cái này cho thầy và các bạn trả lời nhé. Rồi, bây giờ thầy mời bạn đầu tiên bạn Hoàng Lâm nào. Cho thầy biết nếu một cái vật mà nó 5 kg thì thầy sẽ gọi nó là bao nhiêu gram? Năm Bao nhiêu? 5.000 À, chúng ta thấy không? Chúng ta biết được gram là 1 kg là nó khoảng 1.000 lần gram. Vậy thì 5 kg nó phải gấp lên. Chúng ta nhân thêm 5 nữa, đúng không? Đấy, bây giờ thầy biết rồi nhá. 1 kg là chúng ta gọi nó là 1.000 gram. Vậy thì 2 kg thì nó sẽ là 2.000 gram. Vậy thì 5 kg thì nó sẽ là bằng 5.000 gram. Đó, 5.000 gram. Vậy thì chúng ta nhớ khi chúng ta đổi đó, từ đổi là 5 kg, chúng ta đổi ra gram thì chúng ta lấy 5 này, chúng ta sẽ nhân cho 1.000. Đó, chúng ta nhân cho 1.000. Và như vậy chúng ta ra kết quả là 5.000 gram. Được chưa các bạn? Chúng ta nhân cho 1.000 lần. Rồi, vậy thì bạn trả lời là 5.000 ở đây nhé. 5.000. Rồi, bạn kế tiếp. Bạn Tiến Minh. 8 kg thì là bao nhiêu gram? Tám À, 8.000. Ok, thầy kiểm tra từng bạn một. Rồi, bạn Quân Ánh. 14 kg thì là bao nhiêu gram? Bao nhiêu? Bao nhiêu? Bạn Quân Ánh, Quân Ánh đó rồi. cho con trả lời đi thầy ơi. Từ từ, từng lần lượt từng bạn. Quân Ánh. Quân Ánh đâu? Thầy không nghe gì hết. Rồi lâu quá thầy mời bạn Khánh Khánh Hưng nào. 14 kg là bao nhiêu gram đây? Là 14.000 gram. À, đúng rồi, chúng ta thêm, chúng ta nhân cho 1.000 là chúng ta thêm thêm 3 số 0 vào, nó sẽ ra là 14.000. Ok. Chúng ta nhân cho 1.000 mà, tức là chúng ta sẽ thêm 3 số 0 vào. Rồi tới lượt bạn Hà Phương. Hà Phương. 19 kg là bao nhiêu gram đây? Dạ 19 kg 190 100 Okay. gì lộn. 19 thêm mấy mấy số 0? Dạ ba. À, 3 số 0 thì chúng ta gọi nó là 19.000. Nếu các bạn quên đổi đơn vị, các bạn phải vô cái reference này này. Thì các bạn sẽ thấy là gì? Người ta sẽ ghi cho chúng ta là, ở đây người ta ghi cho chúng ta là cái bảng đổi đấy là 1 kg là bằng 1.000 gram. Tương tự đối với các đơn vị đo lường khác, chúng ta cũng dùng cái bảng ở bên trong này người ta cung cấp cho mình. Thì chúng ta luyện tập nhiều thì chúng ta sẽ nhớ. Vậy là 19 kg chúng ta nhân cho 1.000 là thêm 3 số 0. Rồi. Bạn kế tiếp. Bạn Tuệ Lâm đâu? 4 kg thì là bao nhiêu? Bao nhiêu? Bây giờ chúng ta so sánh giữa 4 kg với 400 gram thì cái nào lớn hơn? Mấy? Lớn hơn ạ. À, 4 kg lớn hơn. Giải thích cho thầy tại sao nhỉ? Tại vì 1 kg là 1 kg, có Đúng 4 kg rồi. là 4.000 kg ạ. À, 4 kg thì nó là 4.000 gram. À, chúng ta thấy nó 4.000 gram. À, mà bên này nó chỉ có 400 thôi. Thì lúc khi nó có cùng đơn vị gram thì chúng ta so sánh giữa 4.000 và 400. Thì chúng ta thấy là 4.000 nó lớn hơn. À, chúng ta phải hiểu được lý do tại sao nhá. Rồi. Rồi, bạn kế tiếp. Bạn kế tiếp. Bạn à, bạn gì? Con Bạn đi Gia Linh. thầy. Gia Linh. Gia Dạ Linh. 6 kg là bao nhiêu gram? gram. Rồi, 6.000. Bạn Nam Hưng, 10 kg bao nhiêu? Mười ký bằng 10.000 10.000. gram thầy. Ok. Rồi, chúng ta thêm 3 số 0. Rồi, bạn Quốc Anh, 12 kg. Con đi Bao nhiêu? thầy Từ từ, lần lượt các bạn. dạ 12 kg thì con. bao nhiêu? Quốc Anh. Dạ luôn. Nó ngoài là 12 kg là 2.000, 12.000. À, 12.000. Ok. Rồi. Rồi, đấy là chúng ta đang đổi đơn vị kilogram với gram nha các bạn. Thì bây giờ chúng ta thấy
cái đơn Chắc vị. con là muốn thầy. Không, giữ im lặng, thầy sẽ mời lần lượt, chúng ta không có lên tiếng như vậy nha. Rồi, bây giờ các bạn thấy rằng cái việc đổi đơn vị đấy thì chúng ta cũng dựa trên các đơn vị khác. Chúng ta cần cần suy luận giống như vậy nha. Thì chúng ta thấy là cái đơn vị. Tại sao các bạn mở mic lên ồn làm sao thầy nói? Phát biểu xong phải tắt mic nha. Rồi, bây giờ chúng ta có một cái loại đơn vị đo lường khác, không phải cân nặng là gram hay là kilogram nữa. Chúng ta thấy là bên Mỹ người ta dùng cái đơn vị là ounce và pound. Đúng không bạn? Đơn vị ounce lần trước chúng ta học là nó gần gần giống như là giống giống như là gram. Đúng không? Cái pound này nó cũng gần gần giống như là ký, nhưng mà cái đơn vị đo lường đó nó bé hơn. Mai mốt chúng ta lớn thì chúng ta có thể đổi từ đơn vị ounce ra gram, đổi đơn vị pound ra ký. Nhưng mà bây giờ chúng ta còn nhỏ, chúng ta chưa quan tâm cái đó nhiều, đúng không? Bây giờ chúng ta quan tâm tiếp là cái đơn vị ounce nó cũng gần gần giống gram và đơn vị pound gần gần giống như là ký. Vậy thì chúng ta xem cái mối quan hệ giữa hai đơn vị này như thế nào. Thì chúng ta có thể mở cái bảng ra. Đó. Thì chúng ta thấy người ta cũng làm thí nghiệm và người ta biết được là một đây một một pound đó, một pound thì nó bằng 16 ounce, các bạn thấy không? Vậy thì có nghĩa là một pound nó sẽ gấp 16 lần cái một ounce đó. Vậy là khi chúng ta đổi đơn vị từ pound ra ounce thì chúng ta sẽ phải gấp 16 lần, đúng không nào? Nó không giống như là cái đơn vị ký với gram. Ở Việt Nam chúng ta học ký với gram thôi, còn đơn vị nước ngoài thì chúng ta thấy là nó có những cái đơn vị khác mà chúng ta phải làm quen. Chúng ta chưa nhớ thì chúng ta có thể dùng cái quan hệ trong cái bảng này là gấp 16 lần để chúng ta đổi nha. Rồi, bây giờ thầy mời các bạn kế tiếp. Mời bạn nào. Dạ An nào. 2 ký thì là bao nhiêu? Bao nhiêu ounce đấy? 2 pound là bao nhiêu ounce? 32 là gấp mấy lần? Gấp mấy lần đấy? Gấp 16 lần. Vậy là 2 nhân 16 thì là 32. Vậy thì bây giờ chúng ta đổi từ 9 pound ra ounce thì chúng ta phải làm gì? Lấy 9 nhân mấy? Gấp 16 lần. Đó, chúng ta gấp 16 lần lên là đơn vị ounce. Thì chúng ta đổi ra 9 nhân 16 thì 9 nhân 6 là nhiêu? Vậy 96 là 54, biết 4 nhớ 5. 9 nhân 1 là 9, nhớ 5 nữa là nhiêu? 14. Vậy thì chúng ta sẽ thấy là 9 pháo thì nó sẽ bằng là 144 ounce, đúng nào? Chúng ta điền vào đây. Rồi bạn 144. Bạn Thiên An đâu? Bây giờ 16 pháo thì ra bao nhiêu ao đây? Là chúng ta phải nhân cho mấy? Nhân cho 16. Thì chúng ta đổi ra 16 nhân 16. Tới đây thì chúng ta đổi ra cho nó nhanh nào. Chúng ta không chúng ta có thể viết phép toán nhân hàng dọc nha. Chúng ta ôn lại một tí. Rồi. Bây giờ đầu tiên chúng ta lấy 6 nhân mấy? 6 nhân 6 là nhiêu? 36, viết 6 nhớ 3. Chúng ta nhớ 3 bên hông hoặc chúng ta nhớ 3 ở trên này cũng được, đúng không? Cái hàng kế tiếp. Rồi, 6 nhân 1 là 6. Nhớ 3 nữa là mấy? Là 9. Rồi, bây giờ chúng ta nhân cái tiếp cái số 1 này chúng ta phải thụt vô một hàng, đúng không? Thụt vô một hàng. 1 nhân 6 là mấy? 6, 1 nhân 1 là 1. Sau đó chúng ta mới cộng lại nha. 6 viết hạ xuống. 9 cộng 6 là nhiêu? 15, viết 5 nhớ. 1, vậy là 1 cộng 1 là nhiêu? 2. Vậy kết quả chúng ta ra nhiêu? Rồi, chúng ta ra được kết quả đây là 256 cho thầy. Đây, thầy mời bạn, bạn kế tiếp, thầy mời bạn Hoàng Lâm nào. Hoàng Lâm.
Hoàng Lâm. Đây Hoàng ạ. Lâm, thầy chưa nghe. Bây giờ Đây làm ạ. sao để chúng ta tính được bao nhiêu ao thì nó bằng 3 phần tư phào? À, chúng ta tưởng tượng như là một cái vật mà nó nặng một phao nhé các bạn. Ví dụ cái vật này, thầy nói nó là nặng một phao. Vậy thì 3 phần tư của nó thì thầy làm sao? Thầy chia nó ra làm mấy? Chia làm mấy Hoàng Lâm? Chia làm mấy? Ba. Thầy chia làm 4 chứ. Đúng không nào? Vâng. Thầy chia làm 4 này. Cái này là thầy đang chia làm mấy đây? Hai ạ. Làm 2. Rồi, bây giờ thầy lại trẻ dọc như vậy nữa. À, thầy trẻ dọc như vậy nữa. Thì thầy sẽ chia làm mấy? Bốn ạ. À, làm 4. Vậy thì chúng ta tưởng tượng coi như là nếu thầy vẽ như vậy này. À, thì các bạn sẽ thấy là khi mà thầy lấy một góc bên này này, thầy lấy một góc bên này nhé. Đó. Thầy đồ nó. Thì các bạn thấy cái phần màu xanh này này, nó chính là một vòng 1/4. Đúng không? Bây giờ thầy thầy phải lấy mấy góc như vậy Hoàng Lâm? Hoàng Lâm. Lấy mấy góc? 3 góc đúng không? Vâng. Thì thầy lấy 3 phần tư phao, tức nghĩa là thầy lấy 3 phần tư của cái một phao này thầy chia ra. Chúng ta cảm nhận cái 3 phần tư phao cái đã. Đúng không? Chúng ta lấy Vâng. cái một phao, chúng ta chia làm 4 và chúng ta lấy 3 phần. Thì chúng ta gọi cái đó là 3 phần tư phao. Nhưng mà làm sao để chúng ta đổi ra ao nào? Chúng ta biết được một phao thì nó là bao nhiêu ao không? 3 phần tư nhân một phao này. Thì bây giờ thầy sẽ giữ 3 phần tư. Thầy chỉ đổi cái một phao này ra bao nhiêu ao? Ra mấy? Mấy Hoàng Lâm? Năm ạ. Không, thầy đang hỏi. Thầy đang hỏi một phao là bao nhiêu ounce? Bao nhiêu đây? Nhìn vào đây. Một phao là bao nhiêu ao đây? 16 ao ạ. À, 16. Vậy thì chúng ta đổi một phao thành 16 ao chỗ này, đúng không? Vậy thì giờ chúng ta có thể tìm được 3 phần tư của 16 ao này là nhiêu không? Là mấy? Là bao nhiêu ao? Bây giờ nếu thầy xem như là thầy lấy 16 ao này thầy chia 4 phần đi. Chia làm 4 phần thì mỗi phần nó là bao nhiêu ao? Mỗi một phần này nó sẽ là bao nhiêu ao đây? 16 ạ. 16 thì chia 4. Thầy xem Có toàn 4 bộ cái ạ. cục này nó là 16 ao. Nếu thầy chia làm 4 phần thì mỗi một phần là 4 ao đúng không? Vâng. Mỗi phần là 4 ao. Tức nghĩa là thầy có cái góc này này. À, cái góc này bây giờ thầy xem nó là chỉ có 4 ao thôi. Rồi. Vậy là 16 ao này khi thầy chia 4 phần thì mỗi phần là 4 4 ao. Mà đây thầy lấy mấy mấy phần đây? Ba. Mấy phần? 3. Vậy thì 3 lần cái 4 ao này nó ra bao nhiêu ao? Bao nhiêu? 12 ao ạ. Rồi. Vậy là chúng ta học đổi đơn vị để chúng ta biết được 3 phần tư của cái này chính là 12 ao. Nắm được chưa? Rồi ạ. Rồi, chúng ta điền vào đây. 12 ao. Thế các bạn. Rồi, cho thầy hỏi. Ai hiểu được cái lấy 3 phần tư của một phao là 12 ao vô đây phải? Ở bên nhà đấy. Các bạn đừng bật nhạc. Bạn nào hiểu được cái 16 ao này thay đổi, thầy lấy 3 phần tư của nó chính là 12 ao giơ tay. Nhớ là thầy lấy 3 phần tư là thầy chia làm 4 phần đó. Thì với 4 phần này thầy chia ra thì có phải là mỗi một phần là 4 ao không? Vậy là thầy đang cần lấy mấy phần? 3 phần. Vậy thì nghĩa là nó 12 ao nha. Rồi, chúng ta sang câu kế tiếp. Cái này chúng ta học đổi, đổi luyện tập đổi từ từ. Rồi, thầy mời bạn Thanh Bình nào. Bạn là Tiến Minh đấy. Tiến Minh.
85 ounce với cả 8 pound thì cái nào lớn hơn? Cái nào? Tám ba. Bây giờ chúng ta muốn biết hay không, chúng ta phải đổi cái này ra thắng cùng đơn vị là ounce chúng ta mới so sánh được, đúng không? Vậy là 8 pound này thầy đổi ra thì thầy nhân cho mấy? Nhân mấy? À, chúng ta nhớ cái bảng, chúng ta quên thì chúng ta mở cái bảng ra. 1 pound là chúng ta biết nó là sẽ cần phải đổi ra là nhân cho 16 lần. Rồi. Vậy là 8 nhân 16 ra nhiêu? À, chúng ta lấy 8 nhân 6 là 48, viết 8 nhớ 4. 8 nhân 1 là 8 nhớ 4 là 128 ounce. Nghĩa là 8 pound này nó chính là bằng 128 ounce. Thì chắc chắn nó phải lớn hơn 85 ounce. Chúng ta đổi nó ra. Rồi, chúng ta đổi ra. Thì chúng ta biết là nó lớn hơn. Vì muốn biết lớn hơn không, chúng ta phải cho nó cùng đơn vị mới đổi được nha. Rồi, tương tự. Thầy mời bạn Nam Hưng nào. Nam Hưng. Chúng ta cần biết một cái món đồ mà nó nặng bao nhiêu pound đây? Bao nhiêu? Đấy. 7 pound, 7 pound và bảy thêm pound. 15 ounce lẻ này nữa. Thì người ta hỏi là nó sẽ là bao nhiêu ounce? Nghĩa là chúng ta phải đổi về cùng đơn vị. Nên chúng ta phải đổi cái gì? Đổi cái nào? 7 pound trước. Đúng không? 7 pound. Là chúng ta lấy 7 nhân mấy? 7 nhân mấy? 7 nhân mấy? 15 Mười mấy? Quên thì mở bảng ra. Nhân mấy đây? Nhân mấy? Nhân 16 đúng không? Nói to lên chú Nè. này. Nhân 16 nè. Nói to lên đừng có lý. Rồi. Chúng ta cộng thêm cái phần dư đằng sau này. Là thêm 15 ounce nữa. Đó. Thì nó ra bao nhiêu đây? Nam Hưng. 7 nhân 16 là nhiêu đây? 7 x 16 7 x 6 là bao nhiêu? 7 x 6 bằng 42. À, viết 2 nhớ 4. Rồi, 7 x 1 là 7 nhớ 4 là nhiêu? 7 x 1 là 7 nhớ 4. Mấy? 112 thôi. À, 112. Rồi thầy cộng thêm cái phần dư là 15 này nữa, ghép lại thì nó ra nhiêu? Là nhiêu? 127. À, 127. Rất tốt. Rồi, chúng ta điền vào đây. Vậy là chúng ta đã đổi đơn vị ra thì nó sẽ là 127. Các bạn dành thời gian luyện tập cho thầy nhé. Tại vì ở lớp chúng ta không có thời giờ để chúng ta luyện tập rất nhiều đâu. Mà chúng ta có nhiều thời gian ở nhà để chúng ta luyện tập. Chúng ta nhớ cái bảng quy đổi nó cho sẵn. Chúng ta chỉ cần hiểu cái đơn vị đấy nó sẽ như thế nào và nó gấp bao nhiêu lần là chúng ta có thể đổi được. Đây, thầy mời bạn kế tiếp của Năn, thầy chưa thấy trả lời này. Của Năn, lên tiếng thầy xem. Của Năn. Của Năn. Không thấy của Năn trả lời. Rồi, mời bạn Hà Phương. Hà Phương. Rồi. Bây giờ chúng ta xem coi là chúng ta so sánh cho thầy một cái chai này đi. Một cái chai nước suối ở ngoài đấy. Mẹ nói là đi mua một chai nước suối này, nói là 1 lít. Đúng nào? Đúng không? Ra mua cái chai nước suối này ghi là 1 lít ở trên đó. Chúng ta cảm nhận được cái thể tích của một cái chai nó dài dài, đúng không? Nó cao đó, nó là 1 lít. Cái chai đấy nó cao chắc cỡ bằng 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 cái cánh, bằng cái nó gọi là cái cánh tay của các bạn ấy, đúng không? Cái cùi chỏ thôi, tới cùi chỏ thôi, nó khoảng cỡ đó. Cái chai nước 1 lít. Rồi, các bạn ra ngoài các bạn mua một cái chai nước nhỏ nhỏ, đúng không? Chai nước nhỏ nhỏ, cũng là nước suối luôn. Nhưng mà nó nhỏ hơn. Nhỏ hơn nha các bạn, chai nước suối. Thầy vẽ các bạn. Thì trên chai nó sẽ để bao nhiêu Hà Phương? Biết không? Nó sẽ để 25 250 ml. ml. À, vậy thì tức nghĩa là
chúng ta thấy được là nó có một cái gì đó nó quan hệ với nhau. Bây giờ nếu thầy lấy bốn chai này, thầy lấy bốn chai này, thầy đem làm thí nghiệm, thầy đổ vào trong cái chai này, thầy đổ vào, đúng không? Thầy lấy bốn chai thầy đổ vào nó vừa khít luôn, thì như thế là chúng ta thấy có một cái quan hệ gì ở đây. Quan hệ gì? Là một lít thì nó sẽ bằng bao nhiêu? Gấp 4 lần đúng không? Dạ đúng rồi, 250 nhân 250 ml. Chúng ta gấp 4 lần lên thì chúng ta thấy 1 lít là nó khoảng bao nhiêu ml đấy? Gấp 4 lần lên nhiều. dạ 2.500. Đó, gấp 4 rồi sao 2.500 được? Gấp 4 bằng tự này. Gấp đôi thì nó là nhiêu? Số 4 này nó chính là 2 nhân 2 đúng không? Đúng rồi, Thế là thầy hay có thể gấp đôi lên được không? Gấp đôi lên trước. 250 gấp đôi là mấy? Hả? ha. 250 mà gấp đôi thì ra là nhiêu? 250 Là gấp mấy? đôi. Từ tính 250 gấp250. đôi tức là cộng chính nó đấy thì nó ra bao nhiêu? Dạ. Ra 500 Dạ. đúng không nào? Đúng không? Đúng không? Đúng. Rồi, 500 ml này thầy lại gấp đôi thêm lần nữa bởi vì 4 là gấp đôi 2 lần. Đó, thầy chỉ cho các bạn kỹ thuật để chúng ta tính nhanh đấy. Là khi chúng ta gấp đôi một lần thì nó ra 500. Chúng ta gấp đôi thêm một lần nữa thì nó ra bao nhiêu? Bao nhiêu? 500 gấp đôi ra nhiêu đây? Hà Vương. Hà Vương. Sao thầy không thấy trả lời? Dạ 500 ml mà gấp đôi thì ra nhiêu đây? là một ngày. À, 1.000. Đó. Vậy thì chúng ta thấy có mối quan hệ giữa đơn vị lít và đơn vị ml. Vậy thì nó gấp nhau bao nhiêu? Gấp nhau 1.000 lần. Chúng ta thấy là cái đơn vị 1 lít là nó bằng 1.000 ml. Nó giống giống với cái gì? 1 ký bằng gì? 1.000 gram đúng không? Và chúng ta cũng thấy là gì? 1 km. Chúng ta làm thí nghiệm về đơn vị đo chiều dài đấy thì chúng cũng thấy là 1 ký. À quên, thầy xin lỗi, Đúng. một km, 1 km thì nó cũng bằng 1.000 mét. Chúng ta thấy chúng ta học cái đơn vị đo lường rất đơn giản đâu, nó cứ gấp nhau 1.000 lần rất là dễ đúng không? Còn cái đơn vị đo lường khác thì nó là một con số, đôi khi nó không có đặc biệt như vậy thì nó sẽ khó hơn. Vậy thì chúng ta có thể dùng bảng để chúng ta tra nhé. Rồi, vậy thì bây Dạ giờ vâng, chúng mình ta lăn nhớ, là 1 lít thì nó gấp 1.000 lần ml. Chúng ta phải nhân 1.000 lần. Vậy thì chúng ta đổi 15 lít thì chúng ta thêm, nhân cho 1.000 là thêm mấy? Mấy số không? là 1.000, 15.000. À, thêm 3 số không? Chúng ta ra 15.000 nha. Nhân thêm 3 số không nữa. Thầy mời bạn Khánh Hưng nào. Khánh Hưng. Rồi, so sánh cho thầy coi 12 lít với 20.000 ml thì cái nào lớn hơn? Cái nào? 20.000 À, đúng rồi, ml. 20.000. Chúng ta đổi 12 lít này, Đúng chúng ta ra rồi. thêm thêm 3 số 0. Tức Tâm thế là cơ. 12.000. Tâm hả? Còn bên này nó chỉ có 20.000 thôi. Nên bạn nói là nó lớn hơn nhá, bạn bạn sẽ chọn nó lớn hơn. Đây, cái dấu lớn hơn ở đây. Rồi các bạn, đổi ra. Vậy là nó lớn hơn. Rồi thầy mời bạn kế tiếp ra lên nào. Ra lên. Rồi, đổi này đi. 12 lít và 750 lít này. Thì đổi ra. Đổi sao? Phát biểu xong rồi tắt mic nha các bạn.
Rồi Gia Linh trả lời cho thầy xem. Dạ. Chúng ta đổi 12 lít này ra bao nhiêu đây? 12.000 Chúng ta nhân cho 1.000, đúng không? Dạ. Rồi, chúng ta cộng cho cái phần 790 này. Thì Dạ. kết quả của chúng ta ra bao nhiêu? Chúng ta viết ra đây. 12.000 cộng thêm 790 Bảy nữa. trăm Thì nó ra bao chín nhiêu? Bao nhiêu? đừng còn xíu. Bao nhiêu? Chúng ta cộng hàng dọc nè. Cộng hàng dọc nè. Một hai kia cộng của thầy có sẵn được kìa. Không. À đã có xíu, đã có xíu, cái cầm sai. Ủa chín sao biết. bảy hai một rồi, chúng ta về nhà chúng ta tự luyện tập cái phép tính này. Chúng ta dành thời gian chúng ta luyện tập nhiều hơn thì chúng ta mới tăng tốc được nha các bạn. Rồi thầy mời bạn kế tiếp. Mời bạn, bạn gì đâu? À bây giờ mới thấy Hiền Thục này. Hiền Thục đâu? Lên tiếng. Hiền Thục. Rồi, cho thầy hỏi 3 phần 2 lít thì nó là bao nhiêu ml? Dạ là 1.500 À, 1.500. Bây giờ trước khi trả lời cái con số đó mà chúng ta xác nhận nó đúng hay sai đấy, thì chúng bây giờ có thể cho thầy hình dung ra được 3 phần 2 lít nghĩa là sao không? xa là con ơi hư má. À, Dạ là 1,5 lít. Dạ một à, các bạn lít rưỡi. à, các bạn đợi thầy tí nhá. Để thầy gửi cho phụ huynh. Các bạn đợi thầy tí. À, 1,5 lít. Hồi nãy thầy mới nghe bạn nào nói 1,5 lít đấy. Rồi. Bây giờ các bạn thấy tại sao chúng ta gọi nó 1,5 lít? Chúng ta nhớ 3 phần 2 nghĩa là sao? 3 phần 2 này chúng ta hiểu nó là gì? 3 phần 2 ở đây là 3 cái 1 phần 2 đúng nào? Vậy thì 3 cái 1 phần 2, 3 cái 1 phần 2 này chúng ta hiểu nó như thế nào đây? Có phải là chúng ta nói là cái chai nước này nó là 1 lít? Vậy thì thầy lấy 1 phần 2 thì cái này thầy gọi nó là 1 phần 2 lít, được không các bạn? Vậy thì chúng ta lại có thêm cái chai thứ thứ hai. Cũng 1 lít đó, thầy lấy một nửa. Xong cái chai thứ ba, thầy cũng có một nửa là 1/2 nữa. Vậy thì chúng ta ghép 1/2, 1/2, 1/2. Thì chúng ta thấy là chúng ta có ba cái một nửa, đúng không? 3/2 là ba cái một nửa. Vậy thì nếu thầy dồn nó lại, thầy dồn nó lại, dồn nó lại, theo lúc nãy bạn nói đấy, dồn nó lại, thầy dồn vào đây thì có nghĩa là thầy sẽ được một chai 1 lít và cộng thêm cái chai kia là bao nhiêu, nửa lít nữa đó, nửa lít nữa. Vậy thì chúng ta hiểu 3/2 chính là cái chai 1 lít và thêm chai nửa lít, nên bạn gọi đó là 1,5 lít nha các bạn. Chúng ta phải hình dung ra được 1,5 lít kia là sao. Cái 1/2 này nó gọi là rưỡi nha, một nửa nó gọi là rưỡi. Thấy chưa các bạn, chúng ta quen với cái thuật ngữ đó. Cái từ rưỡi của Việt Nam mình đấy, rưỡi, rưỡi hay là rưỡi tùy các bạn nha. Có bạn gọi là rưỡi, có bạn là rưỡi, thì tiếng Anh nó gọi là half nha các bạn. Bây giờ cái từ half nó chính là rưỡi với rưỡi ở đây này. Vậy thì 3 phần 2 này các bạn có thể đổi cho thầy á, nó là chúng ta chia ra, chúng ta đổi ra mix number nó là 1 và 1 phần 2. Đấy. Vì chúng ta hiểu đây là 1 lít, còn đây là 1 phần 2, 1 phần 2 lít đó các bạn. Vậy là chúng ta hiểu nó. Còn còn bây giờ cái người ta đang hỏi chúng ta là ml.
Đấy, thì các bạn xem sao. Bạn Hiền Thục cho thầy biết được không? Đổi như thế nào để chúng ta biết được bao nhiêu ml này? Dạ là đổ một chai với lại Chúng ta có thể đổi cái chai 1 lít này thành ml thì nó là bao nhiêu? là Một. Một giây. một người. À, 1.000 ml đấy đúng không? Đấy. Thì chúng ta phải đổi cái này ra được đã. Chúng ta phải đổi cái chai 1 lít này trở thành một cái chai thầy gọi nó là 1.000 ml. Vậy thì thầy sẽ chia nó ra này. Thầy lấy 3 phần 2 nghĩa là sao? Là thầy chia thành hai phần. Vậy thì cái chai này thầy chia làm hai phần thì mỗi một phần nó sẽ là bao nhiêu ml? Có phải 500 không? Vậy thì thầy lấy cần lấy 3 phần thì thầy sẽ gọi nó là bao nhiêu ml đấy? Dạ, 1.500. À, chúng ta gọi nó là 1.500 ml các bạn. Đấy. Thì thầy đang giải thích tại sao khi chúng ta đổi nó ra thì nó sẽ là 1.500 ml. Ok các bạn. Đấy. Khi các bạn vào trễ các bạn bị mất bài rồi. Rồi. Rồi hôm sau thầy sẽ ôn tập thêm, ôn tập thêm. Thì các bạn cứ làm bài luyện tập nha. Rồi bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn đổi đơn vị kích thước về chiều dài các bạn. Chúng ta quên thì chúng ta có thể mở bảng rất là dễ dàng nha. Cái quan trọng là chúng ta hiểu cái mối quan hệ, mối quan hệ. Chúng ta nhớ là cái đơn vị 1 mét chúng ta học thì nó cỡ một sải tay của chúng ta, đúng không? Một sải tay. Còn 1 mm ấy, 1 mm nó nhỏ lắm các bạn. Nó chỉ bằng kích thước của một cái gì? Không được con kiến nữa. Nó giống như một cái hạt cát thôi các bạn. Phải không? Nó như một hạt cát thôi. Chúng ta biết kích thước của một hạt cát nó cỡ chừng 1 mm. Vậy thì chúng ta xếp 1.000 hạt cát, đúng không? Xếp 1.000 hạt cát như vậy thì chúng ta thấy kích thước bề ngang chúng ta xếp này, thầy xếp chấm 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 chấm, ở đây là tới 1.000 cái hạt cát như vậy, đúng không? Thì nó mới bằng cái sải tay của chúng ta. À, thầy vẽ cái người của chúng ta này, vẽ cái người đây. À, thì thầy cho cái sải tay này của các bạn này là nó là 1 mét nha. Thì nếu chúng ta xếp 1.000 cái hạt cát này, đúng không, thì chúng ta mới thấy là kích thước nó mới bằng nhau. Vậy là chúng ta gọi 1 mét là bằng 1.000 mm, 1.000 mm. Chúng ta viết hai chữ m nha, hai chữ m ở đây. Nếu các bạn quên các bạn mở bảng này ra cho thầy. Đây, các bạn mở bảng ra. Đây. 1 mét. Đó. Nó bằng 1.000 mm đấy. Chúng ta quên, chúng ta mở bảng. Rồi, bây giờ một bạn trả lời cho thầy. Bạn bạn gì nhỉ? Thầy mới thấy các bạn bạn gì An đâu rồi? Chạy mất tiêu rồi đấy. Bạn Quần Ăn nói được chưa? Quần Ăn. Quần Ăn. Sao nãy giờ thầy gọi không được? Làm gì? Lúc nãy con có nói mà thầy không nghe. Vậy là mic bị hư rồi. Rồi, giờ trả lời cho thầy xem. Giờ thầy muốn so sánh một cái vật có kích thước là 975 mm với một vật có kích thước 6 m thì cái nào nhiều hơn? Con nghĩ là 6 mét. Chúng ta nhớ là gì? Chúng ta nhớ là 6 mét. Chúng ta gấp 1.000 lần lên để chúng ta đổi mm thì nó ra là nhiêu? Nhân với Dạ bằng 1.000 là 6.000 6.000 mm. Đó. mét. Vậy là 1 mét là bằng 1.000, 6 mét là 6.000. Vậy thì khi nó cùng đơn vị đo lường mm thì chúng ta biết được 975 vì vậy bé hơn con số 6.000. Nên chúng ta biết là nó nhỏ hơn nha. Chúng ta đổi nó ra.
Rồi thầy mời bạn kế tiếp, mời bạn à, mời bạn Tuệ Lâm nào. Tuệ Lâm. Rồi, cho thầy biết coi là 70 phần 100 cm thì nó bằng bao nhiêu mm? Được chưa? 1 cm thì bằng bao nhiêu mm? Dạ ơn, không có biết. Đây, nhìn bảng ở đây. Bằng 10 ạ. À, nó gấp 10 lần. Đúng không? Chúng ta cảm nhận cái gì đây? Cảm nhận. Chúng ta cảm nhận cái ngón tay của mình nha. Đúng không? Đây là cái bàn tay của mình đi. Đúng không? Thì đây là cái ngón tay mình giơ lên. Thì chúng ta đo kích thước bề ngang của cái ngón tay này. Thì chúng ta thấy nó khoảng là 1 cm. Chúng ta thử đi. Bề ngang lấy kích thước chúng ta đo. Thì chúng ta thấy bề ngang của ngón tay này là 1 cm. Vậy thì thầy phải để cỡ chừng 10 cái hột cát như vậy. Thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta xếp vào đây. 10 cái hột cát thầy xếp sát 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 đây này. Đó. Thì chúng ta thấy là 1 cm gấp 10 lần cái mm. Vậy thì 70 phần 100 này sẽ là bao nhiêu mm? Thầy đổi nó ra. Thầy nhân cho bao nhiêu? Nhân cho mấy? 1 cm là bao nhiêu mm? Hả? Tội lắm. Dạ. 1 cm bằng bao nhiêu mm đấy? Bờ à. Bằng bằng 10 lần, đúng không? Thầy phải nhân đây là 10. 10. 10 gì? Hành lấy con bị thoát nha. 10 mm. Bây giờ thầy nhân cho 100, thầy nhân cho 10 như vậy thì thầy ra được nhiêu biết không? Bao Con nhiêu? nghĩ là bảy trăm và 100. À, 700, 70 nhân 10 là 700 phần 100 mm. Và chúng ta đơn giản được không? Được không? 70 và 10 ạ. Chúng ta nhớ là 700. 700 thì nó là 7 nhân cho 100. Còn 100 nó là 1 nhân 100. Vậy thì khi thầy đơn giản đi, thầy đơn giản được số 100 không? Được không? Vậy ra bằng mấy? Ra bằng mấy? Ra bằng 7 phần 1 tức là 7, đúng chưa nào? Rồi, vậy thì chúng ta điền vào đây nó sẽ là 7 mm. Rồi, chúng ta thấy nó là 7 mm nha các bạn. Rồi, vậy thì thầy sẽ tạm thời cho các bạn ngừng ở đây để các bạn ra chơi hình thì sao đó. Rồi. Rồi, thầy mời bạn à, bạn kế tiếp. Bạn Tiến Minh. Tiến Minh. Tiến Minh đâu? Một quad bằng mấy pin đây? Hai pin. Rồi. Vậy là 5 quad là bao nhiêu pin? 10, gấp gấp 2 lần lên là 10. Còn 16 quad là bao nhiêu? Rồi, chúng ta điền vào đấy, gấp 2 lần lên là 32. Mời bạn à. Mời bạn kế tiếp này. Mời bạn Tuệ Lâm nào. Tuệ Lâm. 32 quá so với 9 ga lông. Thì thế nào? Một ga lông là mấy quá? Là 4 khác. À, 4 quá. Vậy là chúng ta đổi 9 ga lông này ra. Quá là mấy? Nhân mấy? Dạ. Con thưa thầy Nhân là mấy? 32 phát à, lớn hơn 9 ga lon. Đúng À, rồi. nhỏ hơn, con nhầm, À, nhỏ hơn ạ. 9 x 4 là 36 nha. Vậy là chúng ta đổi ra được 9 ga lông chính là 36 quarts. Đúng không? Quarts. Vậy thì bên phải là 36, bên trái là 32. Vậy thì chúng ta điền dấu gì? Lớn hơn hay nhỏ hơn? À, lớn hơn ạ. Gì nhỏ chứ? 32 nhỏ hơn chứ? Cái gì nhỏ hơn ạ? À, để nha. Rồi, Hoàng Lâm đâu? Hoàng Lâm. Đây ạ. Rồi, tiếp tục. So sánh.
chúng ta đổi 5 phần 4 ga lông thì ra bao nhiêu khoát đây? Nhân mấy? Lấy 5 phần 4 nhân mấy? Nhân 2 ạ. Chúng ta kiểm tra coi một ga lông là bằng mấy khoát? Một ga lông là mấy khoát đây? 4 khoa ạ. À, là 4. Chúng ta phải đổi ra là chúng ta phải nhân 4. Vậy thì nó bằng mấy? 5 phần 4 nhân 4 là ra mấy? 20 phần 4 ạ. 20 phần 4 thì nó là bao nhiêu? Có phải là 5 không? Có ạ. Chúng ta thấy hai con số này, một con số là 4 ở trên và một con số 4 ở dưới. Thông qua phép toán nhân thì chúng ta có thể đơn giản được. Vậy chúng ta ra là mấy? 5 ạ. Là 5. 5 quá nha. Đó, thầy hướng dẫn cho các bạn kỹ thuật chúng ta có thể làm toán nhanh hơn, nó chính là bằng 5 quad. Rồi, điền vào đây. Đổi ra dễ dàng. Bạn Quân Anh. Quân Anh. Quân Anh. Dạ thầy. Rồi, cho thầy biết coi một pin là bao nhiêu cấp đây. Dạ, một bên là... Một pin là mấy cấp? Dạ, một bên 2 cấp. Vậy là 8 pin là mấy cấp? Dạ, 8 pin 16 cấp. 16 cấp. Còn 14 pin? Dạ, 28. Rồi, 28. Đó, chúng ta hiểu nó là chúng ta tra bảng được hết à. Mấy cái này người ta không bắt chúng ta phải thuộc đâu. Chúng ta làm riết, chúng ta nhớ nhé. Chúng ta không cần phải thuộc. Rồi, bạn Khánh Hưng đâu? Dạ. 19 pin 1 cấp. Thì chúng ta đổi ra cấp là bao nhiêu đây? Một pin là mấy cấp đây? Hai cấp. À, vậy là 19 pin là bao nhiêu cấp? Nhân mấy? Mình Nhân 2. Rồi chúng ta cộng phần 1 cấp vào. Vậy ra nhiêu? Ra là nhiêu? Bao nhiêu? con đang suy nghĩ 38 19 cấp đôi là mấy? Là 19 39 gấp đôi là 38 cộng 1 nữa là 39. Rồi, 39. 39. Rồi, 39. Rồi, đó là thầy chỉ cho các bạn đổi đơn vị nó hơi lạ các bạn. Đơn vị đấy nó hơi lạ với các bạn, có thể nó hơi khó nhưng mà chúng ta tập dần chúng ta cũng sẽ quen thôi nhá. Rồi, bây giờ chúng ta còn một cái đơn vị lạ nữa là theo da rồi mile rồi các thứ. Rồi chúng ta cũng thấy cái đơn vị người ta viết tắt này nó gọi là inch nha. Inch thì chúng ta nhớ tới cái gì? Chúng ta nhớ tới cái ngón tay của chúng ta chia làm ba đốt đúng không? Chia làm ba đốt. Thì cái kích thước của một cái đốt ngón tay này thì thầy gọi nó là xấp xỉ nó là 1 inch nha các bạn. Đúng không? Chúng ta lấy cái đốt ngón tay đấy chúng ta làm đơn vị đo lường đấy thì chúng ta cảm nhận nó là 1 inch đấy đúng không? Còn bây giờ 1 feet là chúng ta thấy là nó cỡ như một cái bàn chân của chúng ta đúng không? Các ngón đó. Thì cái này 1 feet đấy các bạn thấy 1 feet hay à, thường á số 1 thì nó ghi là foot là 1 foot nhưng mà nếu mà số nhiều mà người ta ghi là chu thì không phải là chu foot mà người ta ghi là chu feet nha các bạn đó, nó khác nhau như vậy đó. Số nhiều thì chúng ta viết thành chữ e còn số ít thì chúng ta viết thành chữ o, nó chỉ khác vậy thôi. Vậy thì chúng ta hình dung ra là kích thước của một cái này nó gọi là một bàn chân thì chúng ta dùng cái bàn chân để chúng ta làm đơn vị đo lường là 1 foot nha các bạn. Vậy thì chúng ta xem coi cái mối quan hệ của các đơn vị đo lường thì như thế nào. Ở đây chúng ta cũng có thể tra bảng nhé. Thì chúng ta sẽ thấy là cái quan hệ như sau. Chúng ta thấy là một da là nó tương đương với bao nhiêu inch đây? Làm sao biết được đây? Bạn nào giúp thầy xem. Bạn gì cứ mở mic này, nói xong rồi tắt. Bạn da Khánh Hưng á. Đấy, thầy mời bạn Hiền Thục xem. Hiền Thục giúp thầy xem. Dạ. Một da là bằng mấy feet?
Dạ là một da bằng 3 feet. À, nếu thầy đổi tiếp một da này, thầy đổi thay vì feet thầy đổi ra inch luôn đi. Thì chúng ta biết là một feet là bao nhiêu inch? Feet là bằng Mấy đây? 12 inch. 12 inch. Vậy thì thầy đổi 3 feet này thầy gấp 12 lần nữa. Thầy đổi ra inch. Vậy thì cuối cùng một da là bao nhiêu inch đây? Dạ một da là bằng Bao nhiêu? 36 inch. À, chúng ta nhân ra nó là 36 nha, 36 inch. Rồi. Vậy thì chúng ta sẽ điền ở đây một da, điền số mấy ở đây là bao nhiêu inch đây? Điền lại. Dạ một da bằng 36 inch. 36. Rồi, thầy mời một bạn khác xem. Mời bạn Gia Linh. Gia Linh. Coi có để ý không này, Gia Linh. Cho thầy biết coi hai da thì là bao nhiêu inch? Hai da bằng ba inch. Cái gì? Mình hai Một da là bằng 36 inch này, vậy thì hai da là nhiêu? Là nhiêu? Ba, bao nhiêu? 36 gấp đôi chứ. 36 gấp đôi đây là mấy? 72. 72. Rồi bạn Nam Hưng. Năm da thì là bao nhiêu inch? Dạ, năm do bà. Năm Vậy do bao nhiêu? bằng 108. À, 36 chúng ta gấp 5 lần lên thì 5 nhân 6 là 30, viết không nhớ 3 đúng không? 10. 5 nhân 3 là 15, nhớ 3 là nhiêu? 18. Vậy thì chúng ta ra nhiêu? 180. Rồi, 180. Các bạn nhỏ nhớ luyện tập để cho chúng ta có phản xạ nha các bạn. Chúng ta không có luyện tập đổi đơn vị là chúng ta không có vững cái này được. Rồi, bạn Hoàng Lâm đâu? Hoàng Lâm. Đây Hoàng ạ. Lâm. Đây Rồi, ạ. đổi cho thầy xem. 12 feet 8 inch thì ra bao nhiêu inch? Đổi ra. Chúng ta xem coi 1 feet là bao nhiêu inch? 12. Vậy là 12 feet thầy đổi ra inch là gấp 12 lần lên. Đúng không? Sau đó thầy cộng thêm cái 8 inch nữa. Rồi, 12 nhân 12 là nhiêu? Là nhiêu? Không biết thì chúng ta ghi ra phép tính. Được rồi. 2 nhân 2 là mấy? Bằng 144 ạ. 2 nhân 1 là 2. 1 nhân 2 là 2. 1 x 1 là 1. Vậy thì bạn cộng nhanh chính là 144. Giờ thầy cộng thêm cho 8 nữa thì ra bao nhiêu? Là nhiêu? 152 ạ. Rồi, 152. Rồi, 152 inch. Mời bạn Hà Phương. Hà Dạ. Phương. 6 feet là bằng bao nhiêu inch đây? Dạ, 6 feet sẽ bằng. Bao nhiêu? Cái này Đổi 6 phút là 12 inch. ra. Vậy 1 phút là 12 inch. Vậy thì 6 feet thì chúng ta phải gấp 12 lần lên chứ. Đúng không? Dạ, 1 phút là bằng 12 inch, chúng ta gấp 12 lần lên là bao nhiêu? dạ sẽ bằng 24. 6 nhân 12 mà bằng 24 à? Ủa 6. Dạ 6 nhân 6. 12 mà. Dạ 62 là 72. 72. 72. Mời bạn Khán. Rồi, chúng ta so sánh 5 dặm với 2.000 da thì nó cái nào lớn hơn? Chúng ta phải đổi với cùng đơn vị đúng không? Chúng ta xem coi là one mile thì là bao nhiêu da đây? Dạ là 1.760. Rồi, bây giờ vậy thì 5 5 mile là chúng ta phải gấp bao nhiêu lần lên?
một Để ngàn bảy trăm sáu bảy mươi. trăm. Bây giờ chúng ta xem coi là cái này là 1760 đây này. Bây giờ thầy nói là cái này là 1000 thôi, chúng ta gấp 5 lần thì nó đã là con số bao nhiêu rồi? Là 5000 rồi. Vậy thì 5 dặm này nó sẽ lớn hơn. 5 dặm này nó sẽ lớn hơn 5000. 5000 gia, đúng không? Mà 5000 gia này thì nó lớn hơn 2000 gia. Chúng ta dùng tính bắc cầu đấy. Thì cuối cùng chúng ta sẽ xác định được cái nào lớn hơn, biết không? Cái nào lớn hơn? Dạ là cái năm mai À, năm mai ở lớn hơn. Chúng ta dùng tính chất bắc cầu để chúng ta so sánh, đúng chưa? Chúng ta học bắc cầu của lớp 1, lớp 2 đấy, chúng ta vận dụng cái đó. Mời bạn Quốc Ân nào. Quốc Ân. dạ. Rồi, trả lời. Hai dặm thì là bao nhiêu gia đây? Hai dặm là mấy? Là Lấy 1760 nhân mấy? hai Nhân 2. 2 nhân 0 là 0. 2 nhân 6 12. Biết 2 nhớ 1. 7 nhân 2 là 14, nhớ 1 là 15. hai Lại nhớ 1. 2 nhân 1 là 2, nhớ 1 là 3. là Vậy ra mấy? 3. 3.520. 3.520. Phải thầy. À, 3.250. Rồi bây giờ ở dưới, ở dưới thì nó là mấy? Chúng ta gấp mấy lần lên? Cấp 4. À, đâu có. Chúng ta thấy hai dặm thì nó bằng này rồi, thì 4 dặm tức là chúng ta gấp đôi được không? Được. 3250. Chúng ta lại gấp đôi một lần nữa thì ra mấy? Không. 2 nhân 5 là 10, với 0 nhớ 1. 2 1 2. À, 2 nhân 2 là 4, nhớ 1 là 5. 2 3 là 6. Vậy ra nhiêu? Bao nhiêu? 6.500. Rồi. Giờ bạn nào kia thầy tiếp cái con số dưới. Tiến Minh. Tiến Minh. Làm sao suy ra được 10 dặm thì là bao nhiêu? Nha 11.700, À, 2.600 chúng ta này nhớ là 10 11.000. dặm này, 10 dặm thì thầy xem nó là bao gồm là 8 dặm và cộng 2 dặm, được không? Được không? Dạ. Mà 8 dặm này á là nó gấp đôi con số này. Gấp đôi con số này là nhiêu? 13.000. 13.000. 13. Còn 2 dặm thì nó sẽ là nhiêu? 3250. Đó. Vậy chúng ta ghép lại ra nhiều biết không? Dạ. 0, 5, 2, 6, 1. Đúng chưa nào? Dạ. Rồi. Vậy là chúng ta ghép lại nhanh. Thì nó sẽ là 16.250. Đúng nào? Chúng ta dùng... từ 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 từ. Thêm số không Nào. Số nào nhỉ? được. À. 17.600. Cuối cùng 1.700. Hồi nãy chúng ta bị nhân nhân nhầm cái số này này. Đúng không? Bây giờ 1760 chúng ta làm lại nhá. Hai dặm thì chúng ta phải nhân 2. Chúng ta kiểm tra là nhiêu? 0 2 nhớ 1. Vậy là 2 lần 7 là 14, nhớ 1 là 15, viết 5 nhớ 1. Vậy thế 2 1 là 2, nhớ 1 là 3. Vậy là bao nhiêu? À, chúng ta ghi nhầm đấy. Là 3520. Đấy. Vậy là lúc nãy chúng ta ghi nhầm chỗ này rồi. 3520, chúng ta sửa lại. Vậy thì chúng ta cùng phương pháp đó, chúng ta gấp đôi nó lên. Gấp đôi thì chúng ta gấp đôi như thế nào cho nhanh này. 3.500 gấp đôi lên là 7.000, đúng không? 7.000. 20 gấp đôi lên là 4 40. Vậy là 7.040. Được không bạn Tiến Mẫn? Được không? Gấp đôi như vậy đi. Rồi, bây giờ chúng ta lại đổi tiếp.
Đổi tiếp. 10 dặm này là 8 dặm và cộng 2 dặm để làm gì? Cái 8 dặm này này là gấp đôi của con số này là nhiều. Chúng ta học tính nhẩm á. 7.000 gấp đôi là 14.000. 40 gấp đôi lên là 80. Vậy là 14.080. Thầy cộng cho 2 dặm chính là 3.520. Rồi chúng ta ghép lại. 0 cộng 0 là 0, 8 cộng 2 là 10, viết 0 nhớ 1. 0 cộng 5 là 5 nhớ 1 là 6. 7 cộng 3 à 7 à 4 cộng 3 là 7. Rồi 1 hạ xuống. Vậy số mấy đây? 17.600. Đúng nào? Ok, đó, chúng ta làm đúng về phương pháp là chúng ta là chuẩn ngay. Vậy tương tự như vậy, các bạn đổi cho thầy nhá. Rồi bây giờ thầy sẽ